Lễ hội kéo co của làng Đống Ba, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch. Đây không chỉ là nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết trong nhân dân địa phương. Cuộc thi tài diễn ra trong tiếng trống và tiếng thúc giục liên hồi, cùng với đó là tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Trong lễ hội, nhiều cụ già, trẻ nhỏ cũng có mặt tham gia reo hò cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho các đội chơi. Trò chơi kéo co là phần không thể thiếu trong lễ hội làng Đống Ba, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được tổ chức vào ngày 9 và ngày 12 tháng 3 âm lịch hàng năm. Không chỉ là nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết trong nhân dân địa phương. Để tưởng nhớ công lao tri ân công đức của tướng quân Quách Lãng cùng dị vị công chúa, thì vào hàng năm tháng 2 âm lịch là nhân dân làng Đống Ba lại mở tổ chức lễ hội trong 3 ngày mùng 10, 11 và 12. Làng chúng tôi là có 13 xóm thì được 12 xóm tham gia. Thì chúng tôi đã triển khai mà được nhân dân rất ủng hộ về cái tinh thần thể thao của cái môn kéo co. Ngoài với cái môn kéo co, chúng tôi làm rất là có quy mô và chặt chẽ. Là với các cái giải của chúng tôi do ban tổ chức tôi cũng đặt ra như thường xuyên là giải nhất thì là mới một con lợn là sẽ cho đội xóm được chức vô địch. Các thành viên trong bản xóm, cả các thành viên được ở cư trú lâu năm, chúng tôi cũng cho vào kéo với độ tuổi là từ 18 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn của sức khỏe để vào tham gia kéo co. 120 người khỏe mạnh chia làm 12 đội chơi là nhân dân của các xóm trong làng. Người chơi được tuyển chọn kỹ càng trước khi tham gia thi đấu. Để đảm bảo công bằng, ban tổ chức đã đo cân nặng của từng thành viên trong các đội. Tổng số cân nặng của 10 thành viên trong một đội không được vượt quá 620 kg mới được tham gia thi đấu. Dây kéo được dùng trong hội kéo co là một dây thừng to, vững chắc, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó keo sơn của nhân dân trong làng. Với tinh thần bình đẳng, không phân biệt nam hay nữ, người chơi chỉ cần có tinh thần thể thao, nhiệt huyết đều được lựa chọn để tham gia thi đấu. Gia đình tôi cũng như làng xóm tôi là có truyền thống là thể dục thể thao. Tôi thấy rất vui là bổ ích. Thứ nhất là cho làng, cho xóm được đoàn kết với nhau hơn, được biết nhau hơn. Và thứ hai là mang lại sức khỏe cho tất cả bản làng, dân xóm tôi. Tôi mong lễ hội lần này, xóm tôi sẽ nói riêng, sẽ được mang con lợn về cho bản xóm. Xóm ơi, chiến Ban tổ chức cũng đã có nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lễ hội. Và chúng tôi thường xuyên hướng dẫn ban tổ chức lễ hội thực hiện các cái biện pháp. Thứ nhất là đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tức là quét dọn đường làng ngõ xóm, rồi quét dọn cũng như vệ sinh môi trường nơi thờ tự để đảm bảo công tác vệ sinh. Cái thứ hai là đảm bảo về công tác an ninh trật tự. Này chúng tôi cũng giao cho lực lượng công an phường phối hợp với cả tiểu ban quản lý di tích cũng như là ban chỉ đạo lễ hội thành lập một cái đội đảm bảo công tác an ninh trật tự cho lễ hội. Thứ ba là cái công tác phòng chống cháy nổ, thì chúng tôi cũng coi là tổ chức kiểm tra và cũng hướng dẫn coi như là tiểu ban cũng như là thực hiện coi như là hướng dẫn là sử dụng các cái bình cứu hỏa để đảm bảo trong công tác lễ hội. Thứ tư là cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì cái này chỉ đạo coi như là đối với ban quản lý di tích cũng như là tiểu ban quản lý di tích cũng như ban tổ chức lễ hội là quản lý các cái đơn vị, các cửa hàng rong cũng như là các cái sạp hàng bán tại khu lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo công tác an toàn thực phẩm. Cuộc thi tài diễn ra trong tiếng trống và tiếng thúc giục liên hồi, cùng với đó là tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Trong lễ hội, nhiều cụ già, trẻ nhỏ cũng có mặt tham gia reo hò cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho các đội chơi. Phần thưởng cho đội thắng cuộc là một chú lợn nặng 120 kg. Trước khi giết thịt để khao quân, chú lợn sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng với đội thắng cuộc đi diễu hành quanh làng.